Dạ, hai chị em chờ mẹ một tí, mẹ chiên chả rang cho hai chị em ăn nha. Đố em gấu hôm nay mẹ làm rang gì? Mẹ làm rang bắp. Rang bắp. Ừ, rang bắp vàng ươm. Rang bắp tốt 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 tốt. Nó bụng chưa? Ta bụng rồi. Mẹ cho nó bụng rồi. À, gần được rồi, gần được rồi. Ti Ti chắc cũng đói lắm rồi, ngồi buồn chịu nha. Chị Gấu nói chuyện với em cho vui.